Cô bác, anh chị và các bạn, hiện nay thành channel đang đứng ở dưới ngã tư Phạm Thiều và đường Nguyễn Khắc Viện, trung tâm thương mại quận 7, một khu phố nhà giàu. Đấy, các cô bác thấy không, lượng người xem đi chợ vẫn đông. Đúng là các cụ đã có câu là vui như Tết, cho nên là không có tính gì thời gian, không có tính gì hết cả, cứ ăn cứ chơi. Và tất cả người dân thì đang hy vọng là năm 2024 sẽ khởi sắc hơn năm 2023. Thì năm 2023 là năm con mèo đen. Con mèo đen thì làm ăn không được có gì cả. Năm 2024 là một con rồng vàng, để xua tan đi hết tất cả những lúc đen tối của năm 2023, mở sang một trang mới, để cho mọi người dân Việt Nam đều có công ăn việc làm, các công ty xí nghiệp nhận được nhiều việc, người dân có nguồn thu nhập để cho kinh tế đỡ phải khó khăn. Đây là toàn cảnh khu vực của người dân, khu trung tâm thương mại Phú Mỹ Hưng, khu phố nhà giàu, khu phố triệu đô đây các bác. Đấy, các bác thấy không, người dân ăn chơi không tính giờ giấc, mặc dù kinh tế hơi khó khăn. Anh cái. Các bác thấy không? Dòng người vẫn cứ đông vui. Càng về đông thì đường phố lại càng nhộn nhịp hơn. Còn các bác lại một nàng mai nữa lên đường. Các bác thấy không? Mặc dù trời rất tối, cũng khuya rồi đấy, nhưng mà mai vẫn hoạt động, người dân vẫn đang có mua bán. Còn không biết là ở mọi chỗ khác thì Thành không biết, nhưng mà Thành chia sẻ cuộc sống của những người dân xung quanh thành phố để cho tất cả cô bác, anh chị và các bạn trong và ngoài nước cũng như là từ vùng miền xa xôi để hiểu biết được là một phần nét văn hóa đặc trưng của người dân thành phố là như vậy. Kênh Thành Channel. Thành Channel. Bấm lên là có. Dạ. Anh đi đâu mà dạo mày vàng vậy ta? Cô bác không? Thấy không? Rất nhiều và rất nhiều người dân vẫn cứ vui chơi, mặc dù là trời đã về khuya. Đường nào cũng đông. Đây là Thành đang đi khu trung tâm cây cối, cây cảnh, chứ còn ven và hồ Bán Nguyệt thì còn đông nữa nha cô bác, anh chị. Thank you.
Bữa nào Thành Channel sẽ làm một clip về Việt phục. Việt phục là trang phục của người Việt bây giờ đang hồi phục và đang hiện đang hot trên mạng xã hội. Rất được rất nhiều người nước ngoài hưởng ứng. Trang phục Việt đầy đủ tất cả các màu. Đây là một màu tượng trưng trang phục Việt đây cô bác. Đó, lượng người rất đông. Càng về khuya thì càng đông. Rất đông nhiệt quá. Thưa các bác, Thành Channel là kênh mới còn nhỏ, kinh nghiệm còn ít, nói thì nó không được hay, cho nên mong cô bác anh chị và các bạn chiếu cố và yên kiên, cho Thành xin một like, một lần chia sẻ và một lần đăng ký để Thành lấy động lực làm nên những clip mới gửi tới chia sẻ tới cô bác anh chị và các bạn. Thưa cô bác, đây là khu vực ăn uống nha cô bác, rất đông, đã thu hút rất nhiều những giới trẻ, không những giới trẻ mà cả người lớn. Đây cô bác thấy không, đây là trung tâm khu vực là ăn uống, riêng chỗ này là khu vực ăn uống nha cô bác. Đó, người dân thành phố chơi thâu đêm luôn, vui như Tết, không tính thời gian. Đây là toàn bộ khu vực ăn uống rộng khoảng độ vài nghìn mét vuông, nhưng mà người dân được ngày nghỉ thì ngày xả Tết cho nó cứ ăn chơi thoải mái. Thôi, video từ đây đến đây cũng tương đối dài cho nên Thành Channel xin phép được dừng video tại đây một lần nữa. Thành xin chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là những ngày dịp cuối năm mọi người sẽ được vui vẻ, ấm áp, đoàn tụ trong những người thân. Chúc mọi người sang năm mới làm ăn phát tài phát đạt, mọi việc đều là xuôi sẻ. Xin hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn sau.